Trong phòng ăn của một gia đình khác, có diện tích không lớn, chủ nhà đã khéo léo gắn trên tường một gian thờ nhỏ với phần trên thờ Phật, phần dưới thờ ông bà, cha mẹ. Nhiều kiểu gian thờ khác nhau, phù hợp với từng không gian nội thất cũng được nhiều gia đình chọn lựa theo tiêu chí, vừa đẹp, vừa trang nghiêm và thỏa mãn nhu cầu của đời sống tâm linh của theo đúng truyền thống của ông bà. Hướng đông thì cây cỏ, yeah. Tức là bình hoa, yeah. Đó, tay này là nó kết trái rồi, trước này là quả, yeah. Để đốt nhang, đằng sau là giá, nó vừa là lạnh mà vừa cái giá gương luôn nữa, yeah. Để trưng bày cái phong cảnh đó, yeah. Đó, đông bình tây quả, nam hương bắc giá, yeah. Chú con thấy trên cao á, chú mình có ba cái hũ gì á chú ha? À, ba cái hũ này á thì cũng theo cái truyền thống từ hồi xưa luôn, yeah. Khi mà chuẩn bị cất nhà đó, người ta phải chuẩn bị ba cái hũ để đựng, một là hũ nước, hai gạo và ba là muối. Dạ. Tại thời xưa cái giao lưu kinh tế á, dạ, nó hạn hẹp lắm, nó khó khăn lắm. Dạ. Đi phải gùi, phải gánh cái gồng rồi nó xa. Cho nên nếu mà ở trong nhà mà có chữ được ba cái món này á, là kể như nó ấm. Dạ. Cho nên người ta cất nhà đó, người ta đưa cái này lên tượng trưng cái ý muốn của người ta và cầu mong cất được cái nhà này thì sẽ cuộc sống sẽ sung túc hơn.